Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với những tin tức trên kênh youtube chính thức của Báo Nông nghiệp Việt Nam. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Sáng 2 tháng 12, ông Nguyễn Đình Hanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An cho biết, người dân và cơ quan chức năng đã tìm thấy cháu bé Đoàn Phúc A bị mất tích hơn 2 ngày trước, theo đó, lúc 8 giờ 25 phút sáng cùng ngày, người dân đã tìm thấy cháu Phúc A đang bị mắc kẹt ở khe nước trên đồi sau nhà. Vị trí phát hiện cháu Phúc A cách nhà chừng vài trăm mét. Khe nước nơi phát hiện cháu bé là khe nước bằng đất. Thời điểm này nước ít nhưng cháu bé bị mắc kẹt không lên được. Chủ tịch phường Quỳnh Xuân cho biết thêm, lúc phát hiện cháu Phúc A vẫn khỏe mạnh, tinh thần có hoảng sợ khóc nhiều, trên người cháu bé cũng có một ít vết xước trên cơ thể. Sau khi tìm thấy, người thân đã đưa cháu bé về nhà ủ ấm và cho ăn. Nghe tin cháu Phúc A được tìm thấy khỏe mạnh, rất đông người dân hàng xóm đến thăm hỏi. Cơ quan công an hiện cũng đã tiếp cận để làm rõ nguyên nhân sự việc. Trước đó, như đã đưa tin, chiều 29 tháng 11, cháu Đoàn Phúc A 2 tuổi, trú phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, theo anh trai 7 tuổi ra cổng nhà, ít phút sau không thấy cháu Phúc A người thân tá hỏa đi tìm kiếm khắp nơi không được nên trình báo lên chính quyền địa phương cơ quan công an được biết cháu phúc a là con trai thứ ba trong gia đình có bốn anh em gia đình cháu phúc a làm nông và từ trước đến nay không có mâu thuẫn gì với ai sau khi cháu phúc a bị mất tích hàng trăm người gồm nhiều lực lượng chức năng cơ quan công an người dân đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm cháu bé